A Di Đà Phật, đây là Từ Liên. Từ Liên xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của đài BVN. Thưa quý vị, hôm nay ban tổ chức của chùa Hương Vân được đài Hoan Hỷ cho phép được lên đây để có một cái buổi hội thoại để gửi đến quý vị, và để Từ Liên xin giới thiệu Đại Đức Thích Pháp Đăng sẽ gửi lời chào đến quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý Phật tử đồng hương tại thành phố Houston. Và vị ngồi kế tiếp thầy đó là chị Kim Tuyến, thì đối với Phật tử với lại đồng hương Houston thì không có xa lạ, mời chị. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài BVN và tất cả quý vị đồng hương Phật tử tại thành phố Houston. Dạ, như Từ Liên đã nói là hôm nay có dịp để mà ban tổ chức của chùa Hương Vân lên đây để trình bày với quý vị về cái tiệc chay gây quỷ của chùa Hương Vân tại Kim Sơn, thì Từ Liên sẽ để cho thầy nói sơ về cái chùa Hương Vân để cho Phật tử và đồng hương ở Houston xa gần có thể biết một tí về cái đó. Mời thầy nói sơ về cái chùa Hương Vân để cho Phật tử và đồng hương họ biết sơ về. Dạ, xin cảm ơn chị Từ Liên. Kính thưa quý khán giả đài BVN, kính thưa quý vị Phật tử, chùa Hương Vân nằm ở thành phố Vancouver thuộc tiểu bang Washington, vùng tây bắc của nước Mỹ. Đây là một cái ngôi chùa rất là nằm ở một cái vùng rất là xa xôi hẻo lánh, và mùa mưa quanh năm. Quý vị biết là trên đó là một năm thì 9 tháng mưa, và nơi đây thì cộng đồng Phật tử Việt Nam tương đối nhỏ, mà nhưng lại quý Phật tử đó lại rất tha thiết có một ngôi chùa. Vì thế từ năm 2009 thì các Phật tử, một số các Phật tử đã cùng nhau vận động để xin thành lập một ngôi chùa, nhưng vì những cái điều kiện về tài chính không có, để đến năm 2012 thì quý vị Phật tử đó mới có thể tiến hành mượn tiền để mua ngôi chùa, và quý Phật tử đã thỉnh Pháp Đăng về đó giúp họ kiến tạo một ngôi chùa. Nhưng vì cái khả năng của Pháp Đăng thì thực sự là còn hạn chế, nên vì thế trong thời gian tu học tại chùa Việt Nam, Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam ở thành phố Houston, thì Pháp Đăng có lên trình với Hòa thượng Viện chủ Thượng Nguyên Hạ Hạnh, tức là thầy y chỉ của Pháp Đăng trong thời gian tu học tại Houston, thì ngài đã đồng ý, và ngài Pháp Đăng cũng cung thỉnh ngài chứng minh và làm viện chủ cho cái ngôi chùa này, và ngài cũng đã hoan hỷ và đặt tên cái ngôi chùa này là chùa Hương Vân, có nghĩa là ngôi chùa có cái thuộc cái vùng hương thơm từ thành phố Vancouver, và cũng là tên của vị Bồ Tát đó là Hương Vân Cái Bồ Tát. Thì vào tháng ngày 21 tháng 10 năm 2012 thì ngài đã cùng với quý Phật tử tăng ni ở các thành phố phụ cận của tiểu bang Washington và một số các ngôi chùa thuộc Vancouver BC Canada đã làm lễ an vị Phật, và đến nay thì chùa đã đi vào sinh hoạt một cách tạm, tại vì vì không có tiền nên quý Phật tử đã mua một cái miếng đất là hơn 3 mẫu tay, nhưng lại đó là miếng đất đã ngân hàng kéo, vì thế là cái ngôi nhà đã bỏ hoang hơn 2 năm và hư hoàn toàn, là cái cơ sở vật chất nó đã hư hoàn toàn. Vì thế khi Pháp Đăng về thì chỉ là vì một số tiền tài chính ban đầu kinh phí ít, rất là ít ỏi, vì thế là Pháp Đăng phải tự cùng với các Phật tử tạm sửa chữa để mà có thể tạm sinh hoạt tại một cái phòng living room. Nhưng mà khi ngay cả khi Hòa thượng Viện chủ Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam về an vị Phật, thì cái hệ thống hít, ngài cũng thấy cái hệ thống hít ở đó là hư hoàn toàn, không còn gì cả. Và vừa rồi thì Pháp Đăng có nhờ ta tới SMS thì mình phải sửa lại, thì cái số tiền khoảng là gần 50.000. Và viết Phật tử trên đó là rất là tạm khái là khiêm tốn về vấn đề tài chính. Vì thế là quý Phật tử cũng có bàn Pháp Đăng là xin Hòa thượng Viện chủ có thể là về Houston này vận động quý Phật tử có tình thương đối với những cái vùng sâu vùng xa như vậy, có một buổi tiệc chay để mà tạo cái duyên để mà chùa có thể sửa chữa những cơ sở vật chất và để sinh hoạt.
gọi là cái điều kiện tối thiểu cho một cơ sở sinh hoạt tôn giáo. Kính thưa thầy, vậy thì cái thầy cho biết cái vùng Vancouver đó đó thì cái số người Việt Nam bao nhiêu, và như là cái thành phố đó nó ở cái vị trí nào của nước Mỹ đó thưa thầy? Dạ vâng, thưa chị, là thành phố Vancouver thì như đã nói là nó thuộc với vùng Tây Bắc của nước Mỹ và thuộc tiểu bang Washington, Washington State. Thì ở đó thì theo Pháp Đăng được biết là cộng đồng Việt Nam ở đó là khoảng chừng trên dưới 5.000 người. Trên dưới 5 người. Và hiện giờ là cái điều mà Pháp Đăng trăn trở nhất là có hai điều. Thứ nhất là cái cơ sở ở đó nó không có cơ sở sinh hoạt tôn giáo mà đúng nghĩa tổ chức những khóa tu học cho các Phật tử. Cái thứ hai là một cái điều trăn trở thứ hai là các em nhỏ đó không có trường Việt ngữ. Và cái điều đó là Pháp Đăng rất là trăn trở, vì các Phật tử cũng vậy, là muốn có một cái nơi và tổ chức các em học tiếng Việt, tại vì các em nói tiếng Việt rất bập bẹ mà không có khả năng nói giao tiếp tốt. Kính thưa quý vị, thì đó là cái tiệc chay gây quỹ tại nhà hàng Kim Sơn ngày 4 tháng 8 này, có nghĩa là bỏ chủ nhật này thì chủ nhật tới. Thì thay mặt ban tổ chức, Từ Liên cũng lên tiếng kêu gọi, và cái người mà đảm trách phát hành vé tiệc chay đó của chị á, thì hiện giờ tiến hành ra sao? Tôi nghe em nghe Phong Phanh nói là cũng không có được tốt lắm, cho nên nếu tiện đây á, luôn tiện mình đang tiếp xúc với quý khán giả của đài á, thì xin mời chị cho biết cái tiến trình và có thể mời gọi trực tiếp luôn quý vị đang theo dõi đài. Vâng, trước khi chúng tôi đi vào chi tiết hơn một chút xíu thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị như thế này. Kính thưa quý vị, sau năm 1975 thì người Việt chúng ta có mặt trên khắp thế giới, và cũng từ đó cho đến nay, con số này tôi nói là quý vị chắc cũng rất là ngạc nhiên. Chúng ta có hơn 600 ngôi chùa. Và 600 ngôi chùa đó, từ một ngôi chùa rất là lớn giống như chùa Khánh Anh ở tại bên Pháp, trị giá khoảng 20 triệu đô la. Và có nhiều cái ngôi chùa, trong đó có ngôi chùa Việt Nam, cũng nhiều cái ngôi chùa cả bạc triệu. Tuy nhiên thưa quý vị, có những ngôi chùa chỉ vài trăm ngàn, và có những ngôi chùa chỉ có vài chục ngàn. Có thể nói Hương Vân là một ngôi chùa coi như là sau cùng đến thời gian này, và coi như là nhỏ nhất và nghèo nhất. Thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi muốn nói như vậy để thấy rằng từ khi chúng ta đặt chân ở xứ Mỹ này với hai bàn tay trắng, nhưng mà với cái tấm lòng muốn bảo tồn cái văn hóa Việt Nam, văn hóa Phật giáo, cũng như muốn đem cái đạo Phật của mình, đạo từ bi, đạo trí tuệ đến với tất cả người dân Việt tha hương nói riêng và nói chung là người bản xứ. Vì vậy mặc dù hơn 38 năm qua người Việt rất nỗ lực, cho nên chúng ta có được 600 ngôi chùa, mà có nhiều ngôi chùa rất là to lớn và rất là đem được nhiều cái niềm hạnh phúc cho người dân bản xứ cũng vậy. Thì trong cái tinh thần muốn nghĩa là phục vụ đạo và đời, cũng như muốn đem cái chánh pháp của Đức Từ Bi để mà gieo dắt cho mọi người, và trong cái tinh thần đó người Phật tử cũng muốn đem một chút ít gì của mình để hầu đóng góp, thì một ngôi chùa mà vừa mới thành lập, thì vừa, quý vị vừa nghe thầy Pháp Đăng vừa cho biết là thầy là một vị trụ trì trẻ ở tại nơi đó, mặc dù là biết rằng mình lên ở những nơi mà khó khăn như vậy thì rất là khó cho mình để mà tạo lập một ngôi chùa. Tuy nhiên thưa quý vị, với cái tấm lòng là một người tu sĩ thì luôn luôn muốn đem cái gì mà mình đã cống hiến cuộc đời mình cho đạo Pháp, thì thấy mọi người chung quanh đó muốn học đạo, muốn hiểu biết về giáo lý Đức Phật, cho nên thầy đã vui vẻ để trở về trên đó để mà cùng với bà con sinh hoạt cũng như tạo dựng một ngôi chùa nhỏ bé. Với cái tấm lòng như vậy thì thưa quý vị, hôm nay thầy về đây, chúng tôi mặc dầu cũng biết thầy qua một thời gian thầy sinh hoạt tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, thầy là một người rất là vui vẻ, rất là dễ thương, rất là hiền hòa, thì quý vị gặp thì quý vị sẽ thấy được cái tính cách của thầy. Nhưng mà với quan trọng hơn hết là với cái tấm lòng đem đạo Phật đến cho mọi người. Vì vậy khi mà thầy ngỏ lời để mà có một buổi tiệc chay gây quỹ ở tại thành phố Houston này, thưa thầy, thì là chúng tôi một trong những người đã cố gắng giúp thầy trong theo cái khả năng hạn hẹp của mình. Thì chúng tôi được biết hiện giờ thì số vé bán rất là, phải nói rất là chậm, tại vì thời gian qua là về đây thì ở tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam có tổ chức 2 tuần để mà an cư kiết hạ, cho nên mọi người chúng tôi đều nỗ lực trong cái vấn đề đó,
Vì vậy sau 2 tuần chúng tôi, sau cái ngày 17, 16, 17 tháng 10, tháng 8, tháng 7 vừa rồi, thì chúng tôi bắt đầu phát hành vé. Thì hiện giờ chúng tôi được biết là chỉ còn có khoảng 20 bàn thưa quý vị. Thì cái mong muốn hôm nay chúng tôi có mặt ở đây, mục đích là gửi gắm đến tất cả cái tấm lòng của một người trong cái ban tổ chức, kêu gọi cái sự và đóng góp của quý vị, cái sự góp tay của quý vị. Kính thưa quý vị, lần khi mà chúng ta bước chân qua xứ Mỹ, không ai nghĩ rằng mình có thể đóng góp nhiều. Người Phật tử có thể đóng góp để có một lần tới 600 ngôi chùa, mà có ngôi chùa có vài 20 triệu, có ngôi chùa 10 triệu, có ngôi chùa 5 triệu, có ngôi chùa 3 triệu và có ngôi chùa vài trăm ngàn, cũng như có ngôi chùa vài chục ngàn. Không ai nghĩ đến. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta thấy được cái số thành đó, chúng ta thấy được cái công của chúng ta với cái tấm lòng mà muốn xây dựng đạo Pháp, muốn hộ trì chánh Pháp. Và vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi trong cái tinh thần của một người Phật tử đem cái tiếng nói của mình xin được kêu gọi tất cả Phật tử có mặt ở tại thành phố Houston này. Thứ nhất là giúp Thầy trong cơn khó khăn này, một miếng khi đói bằng một gói khi no thưa quý vị. Vì vậy hôm nay quý vị mua vé đi tham dự hay là quý vị cúng dường, cái điều đó nó rất là cần thiết đối với một vị Thầy từ phương xa về. Chúng tôi rất mong được cái sự hợp tác của quý vị. Thì cái chương trình tiệc được tổ chức vào ngày 4 tháng 8, tức là Chủ nhật tuần tới, tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air và lúc 6 giờ. Thì trong đó có dùng có nhiều ca sĩ, thì cái người ca sĩ mà tôi nghĩ rằng mọi người đều thương mến đó là cô Hương Thủy. Và bên cạnh đó có những người ca sĩ ở tại thành phố Houston chúng ta, đó là cô Kim Loan, rồi anh Vương Phùng Sơn, rồi Phượng Hoàng, rồi Quốc Dũng và thêm một giọng ca. Tôi xin đặc biệt giới thiệu của quý vị đó là Ngọc Thu, một giọng ca trẻ rất là dễ thương, hát rất là hay. Để xin mời quý vị trước hết đến quý vị mua vé, mua vui và sau làm việc nghĩa, giúp cho Thầy thứ nhất có tiền để về sửa, bắt đầu sửa cái ngôi chánh điện để có nơi tạm thời tu học. Và thứ hai nữa, trong cái mùa lạnh tới đó thì chùa ít nhất cũng có một cái tạm thời những cái hít nhỏ cũng được để cho nó qua cái cơn lạnh. Thưa quý vị, mình ở Houston mình cũng biết lúc lạnh Houston thì cũng khá lạnh, nhưng mà tôi nghĩ rằng không bằng ở trên Vancouver. Vì vậy một lần nữa xin được mời gọi quý vị chúng ta gặp nhau ở tại Kim Sơn vào ngày 4 tháng 8 này, chủ nhật vào lúc 6 giờ để giúp cho Thầy một bàn tay trong cái việc xây dựng ngôi chùa Hương Vân ở tại thành phố Vancouver. Kính thưa quý vị. Dạ, cảm ơn chị Kim Tiến rất là nhiều. Thưa Thầy, con có mấy tuần vừa qua Thầy có ở Houston thì Thầy cũng có tâm sự là Thầy nói là cái vùng Vancouver đó là nó mưa quanh năm suốt tháng, cho nên nó là Phật, con thấy nghe Thầy kể thì con thấy Phật tử và đồng hương ở đó họ không có cái phước giống như tụi con ở Houston. Mà nghe nói là cái vùng đó Thầy kể là cái số mà tự tử nó rất là cao. Thì theo như Thầy thì có một cái ngôi chùa ở đó, đó có giúp gì cho cái cộng đồng người Việt và luôn cả người bản xứ và Phật tử đó thưa Thầy? Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Như Pháp Đoàn đã nói rằng cái thành phố này á, là cái vùng này là cái vùng mà thưa quý vị là 9 tháng mưa, một năm là 9 tháng mưa. Nên theo như cái thông tin Pháp Đoàn được biết đó là cái vùng này là tỷ lệ tự tử cao nhất nước Mỹ thưa quý vị. Ngay cả cái ngôi chùa Pháp Đăng vừa giúp Phật tử lập ra cũng vậy, thì vừa mở cửa chưa kịp open chùa để ăn vị Phật thì đã có hai người tới gửi thân nhân, nhưng mà thật ra Pháp Đăng cũng không biết đó là những người mà tự tử. Sau này Phật tử mới nói rằng đây là hai người mà đã tự tử, một người trẻ và một người 17 tuổi và một cái người là 42 tuổi thưa quý vị. Thì cái vùng này là vùng tương đối tỷ lệ tự tử cao rất là nhiều. Vì thế đó là điều trăn trở Pháp Đăng, tại vì họ không có một cái nơi nương tựa tâm linh khi họ có sự chao đảo về cái tâm lý của họ. Vì thế Pháp Đăng muốn cái ngôi chùa để đó thì ít nhất để họ có một cái nơi sinh hoạt, họ hiểu Phật Pháp. Vì cái mạng sống, cái nước Phật dạy rằng cái mạng sống rất là quý giá. Mà khi mà tước đoạt mạng sống như vậy thì được cái khả năng để mà trở lại làm cái nhân, làm con người á, thì rất là khó. Dạ. Vì thế đây là một điều mà Pháp Đăng rất là mong muốn, rằng có một cái ngôi chùa đầu tiên là giúp cho người sống, và thứ hai nữa là cái nơi nương tựa về mặt tâm linh cho người sống cũng như cho người đã khuất, thưa chị. Dạ, thì cũng giống như là con cũng thường nghe là một ngôi chùa mọc lên thì một cái nhà tù sẽ được dẹp đi. Thì và những cái người Phật tử ở đó nghe Thầy kể trên đó, con cũng thấy rất là thương xót cho họ, vì họ không có cái phước báo nhiều để mà có những cái chùa
Giống như ở Houston này mình có thể chọn lựa mà hôm nay mình đi chùa này, lễ Phật đản mình đi chùa kia rồi nọ, nhưng mà họ không có cái phước báo giống như mình. Họ ước mong, cái nguyện vọng của họ là ước mong có một cái ngôi chùa nơi đó, và thầy cũng hoan hỷ lên đó để mà hướng dẫn Phật tử tu học, đồng thời cũng giúp họ giữ gìn cái văn hóa, là mở những cái lớp học Việt ngữ để cho con em họ họ biết tiếng Việt và gìn giữ tiếng Việt, nói tiếng Việt. Cho nên con thấy cái việc làm này rất là có ý nghĩa. Cái Phật sự này nó rất là đem lại lợi ích cho những người đồng hương của Việt Nam của chúng ta ở trên đó. Mặc dầu họ là một số nhỏ thôi, nhưng mà họ cũng có cái muốn có một cái nơi nương tựa, thì Tự Liên nghĩ rất là có ý nghĩa. Cho nên giống như người Việt chúng ta có thường nói là góp gió thành bão. Cho nên mỗi quý vị đồng hương hay Phật tử có thể giúp cho thầy một vài tấm vé, thì đó là một bàn tay, một viên gạch để mà xây dựng, trùng tu lại cái ngôi chánh điện của chùa Hương Vân. Giống như thầy đã nói là cái hệ thống máy hít ở trên đó thì cần máy hít. Quý vị tưởng tượng ở dưới Houston này mà không có máy lạnh thử coi, một ngày là chúng ta cũng chắc cũng tiêu rồi. Cho nên con nghĩ cái này là cái Phật sự nó rất là quý giá, đem lại rất là lợi ích cho đồng hương người Việt của chúng ta. Và thầy có những cái tâm tình gì nữa không, thầy muốn gửi gắm đến cho Phật tử xa gần ở đây, và nhất là những đồng hương đang theo dõi chương trình hôm nay? Dạ vâng, cảm ơn chị. Thưa quý vị, cái điều mà Pháp Đăng mong mỏi nhất là một người tu thì luôn luôn muốn mang cái ánh sáng Phật Pháp đến những cái nơi mà cần mình. Vì thế mà Pháp Đăng cũng muốn làm cái hạnh nguyện nhỏ đó. Thì đi về trên đó thì thực sự là khi mà nhận cái căn nhà đó thì mình không thể tưởng tượng rằng mình có thể sửa chữa cái căn nhà đó. Tại vì căn nhà đó 10 người hết 9 người đã góp ý với mình nói là dọn sập ngôi nhà. Tại vì thực sự nó còn khung sườn thôi. Vì thế là hầu như cái nhà hư hết hoàn toàn. Và homeless, khi mà nhà bỏ hoang như vậy thì homeless cũng vô ở và nó hư. Vì thế là điều Pháp Đăng mong muốn rằng là quý vị Phật tử ở đây, quý vị có cái phước báu hơn ở những nơi vùng sâu vùng xa như vậy. Quý vị có thể lựa chọn nhiều ngôi chùa để quý vị đi, nhưng mà trên đó thì thực sự là họ không có được cái phước báu như vậy. Vì thế Pháp Đăng muốn về đến đây để mà mong rằng quý Phật tử đồng hương dang rộng vòng tay để mà cùng Pháp Đăng mỗi người góp một viên gạch để mà có thể giúp họ trên đó có một cái ngôi chùa tạm, có thể là sửa ngôi chùa tạm để mà sinh hoạt và thờ Phật. Và thứ hai nữa là có một cái nơi tạm để mà cho các em học tiếng Việt. Vì trên đó là cái điều Pháp Đăng rất muốn để giữ tiếng Việt cha ông mình để lại ở nơi xứ người này. Và Pháp Đăng mong rằng quý Phật tử sẽ cùng góp bàn tay. Dạ vâng, cảm ơn chị. Chị Kim Tuyến, chị có... Kính thưa quý vị, khi nãy giờ chắc là quý vị cũng đã nghe qua những cái lời tâm sự của thầy, cũng như chúng tôi, cái mong ước của chúng tôi. Thì trong cái tinh thần đó, chúng tôi xin được một lần nữa kêu gọi tất cả quý vị bỏ một chút ít thời giờ quý báu đến cùng chúng tôi mua những tấm vé để rồi đóng góp cho một ngôi chùa đang cần cái sự góp tay của quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi thường hay nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Quả thật như vậy. Nếu chúng tôi ngồi đây kêu gọi mà không có sự đóng góp của quý vị thì chắc chắn không có 600 ngôi chùa có mặt trên khắp thế giới. Thì thưa quý vị, xin quý vị góp một bàn tay. Và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị, xin hẹn quý vị vào ngày mùng 4 tháng 8, tức là Chủ nhật tuần tới, và tại nhà hàng Kim Sơn, bờ Bel Air. Thì chúng ta gặp nhau trong cái tinh thần mà giúp đỡ như vậy. Tôi nghĩ rằng buổi chiều đó rất có ý nghĩa đối với những người Phật tử và những người đồng hương ở tại thành phố Houston. Cảm ơn chị Kim Tuyến. Và thời lượng giờ thì đã hết, cho nên Từ Liên thay mặt cho ban tổ chức của chùa Hương Vân, tiệc chay cái quỷ tại Kim Sơn, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả, và đặc biệt là cảm ơn quý đài đã cho ban tổ chức của chùa Hương Vân tiệc chay gây quỷ một cái buổi hội thoại hôm nay. Rất cảm ơn đài và kính chào quý vị, và mong là gặp quý vị ở nhà hàng Kim Sơn. Và ban tổ chức cũng xin kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.